trong phần này thì ta sẽ tìm hiểu về những kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang tìm kiếm. Bạn cần định vị bản thân, định vị bản thân theo cách nào? Nghĩa là bạn cần phải nhấn mạnh tố chất nào mà mình cần trở nên nổi bật sau khi ứng viên tham gia ứng tuyển khác. Thì bạn cần phải có những tố chất sau. Thứ nhất là kỹ năng lãnh đạo. Thứ hai là kỹ năng giao tiếp. Khả năng thực hiện công việc. Có đam mê hay không? Có khả năng thích nghi với văn hóa hay không? Đúng không? Đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về kỹ năng lãnh đạo. Ở tất cả mọi cấp độ trong tổ chức thì các nhà tuyển dụng đều mong muốn tìm được ứng viên có khả năng lãnh đạo để thu hút các nhân viên tài năng cùng thực hiện, cùng hướng tới mục tiêu chung và tạo động lực để thúc đẩy họ đạt được những thành công. Các nhà tuyển dụng ngày nay không muốn tuyển những nhân viên mà thường thường tập trung hay là e ngại khi phát biểu ý kiến thôi. Mà hiện nay các công ty, các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng đang cố gắng hết sức để giữ vững hoạt động kinh doanh, mở rộng thị phần và đáp ứng nhu cầu của các cổ đông. Do vậy, kỹ năng lãnh đạo là một trong những kỹ năng mà được nhấn mạnh hàng đầu và là cơ sở để các nhà tuyển dụng hướng tới tìm ứng viên đó. Vậy thì trong hoàn cảnh đó, bạn phải làm gì? Bạn phải thuyết phục được nhà tuyển dụng rằng bạn chính là người có khả năng ảnh hưởng tích cực đến khả năng thành công của công ty, cũng như bạn là một phần không thể thiếu trong giải pháp của họ. Và bạn sẽ không trở thành một ứng viên hàng đầu nếu bạn không thể hiện được cái định hướng rõ ràng về kỹ năng lãnh đạo này trong suốt cái buổi phỏng vấn đó. Kỹ năng thứ hai là kỹ năng giao tiếp. Bạn phải có cái khả năng truyền đạt tầm nhìn rõ ràng cho nó, đúng không? Nếu mà bạn nói năng lúng cũng, câu chữ túng nghĩa, thì điều đó khiến cho các nhà tuyển dụng thấy bạn là người có lối tư duy thiếu chặt chẽ, kém sắc sảo và sẽ không trở thành một cái ứng viên ngôi sao trong việc mà các doanh nghiệp, các công ty hoặc là các tổ chức đang tìm kiếm. Chúng ta hay thường đùa giỡn với nhau, thường hay sử dụng tiếng lóng một cách rất hài hước, rất hiệu quả tại xưởng sản xuất hay công trường. Nhưng điều đó không thể nào tạo ấn tượng được tốt trong khách hàng và trong cái ông sếp tương lai của bạn được. Các nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao các ứng viên có khả năng nói lưu loát, bởi họ không có thời gian diễn giải những ẩn ý ở phía sau nói lập luận vòng vo của bạn. Thế nên ngày càng có nhiều công ty yêu cầu các ứng viên chuẩn bị và trình bày bài thuyết trình trước ban tuyển dụng. Trước kia yêu cầu này chỉ áp dụng cho vị trí kinh doanh tiếp thị thôi, nhưng giờ đây nó được áp dụng cho vị trí bán hàng trực tiếp tại quầy hoặc nhiều các lĩnh vực kỹ thuật khác nữa. Đấy, nhiều lĩnh vực kỹ thuật hay y học cũng có. Bạn có được những kỹ năng như giao tiếp, như khả năng lãnh đạo, nhưng bạn không có khả năng thực hiện công việc, thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn không trở thành một người đóng góp sức lao động cho công ty, cho doanh nghiệp, cho tổ chức. Cũng chính vì vậy mà các nhà tuyển dụng ngày càng tuyển ít người hơn, nhưng lại là những nhân viên có năng lực cao hơn hoặc làm việc hiệu quả hơn, nên họ đã trao bớt quyền quyết định xuống cho cấp quản lý thấp hơn. Ngày nay các nhà quản lý cấp trung khi cần có thể tự mình quyết định những việc mà chỉ vài năm trước đó là phải thông qua bộ phận quản lý cấp cao để phê duyệt. Vì vậy, bạn phải tìm kiếm vị trí nhà tuyển dụng nào mà vị trí tuyển dụng cấp nào thì không còn là vấn đề. Mà quan trọng là bạn đừng ngại đặt ra các câu hỏi khó hay đưa ra những quyết định cứng rắn. Bên cạnh đó, bạn phải biết thể hiện những khả năng ra quyết định trong những tình huống thông tin bị hạn chế hoặc là không hoàn thiện. Bạn phải có cái yếu tố thứ tư, đó là đam mê trong công việc. Khách hàng thì thường yêu cầu tôi tìm cho họ những người nhiệt tình trong công việc. Và tôi từng làm việc với những kỹ sư không chỉ thông thạo về chuyên môn mà còn có khả năng đam mê với công việc nữa. Những con người muốn để lại dấu ấn của họ trên thế giới này, họ sẵn sàng đối đầu với mọi thứ khác, không ngừng học hỏi và mở rộng tư duy, tiếp thu những kiến thức mới
họ yêu quý cuộc sống và có khả năng phán đoán những thay đổi tác động của con đến những người xung quanh. Vì vậy, bạn hãy thể hiện cho các nhà tuyển dụng thấy bạn là một người có lửa nhiệt tình và họ sẽ tuyển bạn thay vì những ứng viên có nhiều kinh nghiệm khác. Khả năng cuối cùng là khả năng thích ứng đối với văn hóa. Trong một cái tập thể, nếu bạn không có được cái văn hóa của trong công ty hay văn hóa của tổ chức, bạn không am hiểu về nó, bạn không hòa đồng được với nó, thì bạn đã mất đi 1/5 cái khả năng hòa nhập công ty, hòa nhập công sở, hòa nhập với thế giới làm việc. Vì vậy, các nhà tuyển dụng sẽ không chọn bạn. Đến năm 2010, thì như chúng ta đã biết, thì lượng kiến thức của thế giới tăng lên gấp đôi sau mỗi 11 tiếng. Điều đó có nghĩa là những gì bạn lúc đi ngủ sẽ trở nên lỗi thời khi bạn thức dậy. Vậy nên, để thành công ngày hôm nay, thì mọi người trong công ty phải biết chia sẻ kiến thức với nhau. Đây là một khái niệm còn lạ lẫm đối với hầu hết tổ chức, nơi mà người ta vẫn còn quan niệm phải giữ chặt kiến thức để bảo vệ được chỗ làm. Bạn chia sẻ kiến thức với tôi chia sẻ kiến thức với bạn, thì mới cùng nhau lớn mạnh được, mới cùng nhau phát triển được. Nếu mà chúng ta thử nghĩ chỉ có một người mà truyền kiến thức thôi, và những người còn lại thì thụ động hết, hấp thu, mà không chia sẻ kiến thức cho nhau, thì bạn sẽ không lớn lên được. Tổ chức bạn sẽ, nếu bạn ích kỷ như thế, thì tổ chức bạn không thể nào mà phát triển được. Và người khác sẽ nhìn nhận bạn là kẻ lắm mưu mô, hay là đang chơi trò mờ ám, đúng không? Những quản lý mà dùng mưu mẹo để xử lý công việc thì luôn tạo ảnh hưởng xấu cho công ty. Bất luận là thành tích cá nhân của họ ra sao, công ty thành công phải là công ty được sự lãnh đạo bởi những người có suy nghĩ, có hành động cách quang minh chính đại, những người sẵn sàng chia sẻ kiến thức cho nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau trên bước đường thành công. Họ đấu tranh và có thể bất đồng ý kiến, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu, cùng hướng tới một mục đích. Họ làm tất cả những điều đó không phải vì lợi cá nhân mà cho tập thể. Và đây chỉ là sự mở đầu thôi. Các đặc tính, các phẩm chất cụ thể luôn xác định từng vị trí nên cần của bạn. Cho nên bạn cần hiểu rõ được chúng để biết được và điều chỉnh mình sẽ cho phù hợp. Và những yếu tố sau thì những yếu tố khác thì mình sẽ nói ở trong cái phần sau.